Hiện tại bây giờ thì Tuyết Nhi đang có mặt tại Bung Thang, và nơi đây đang diễn ra một cái lễ hội lớn nhất của Bung Thang, đó là lễ hội Trung Kha. Lễ hội này một năm chỉ có một lần mà thôi, và lễ hội này là ngày này thì học sinh được nghỉ học, mọi người đến đây tham dự rất đông. Nhưng mà sau lưng của Tuyết Nhi đây là một cái màn múa mass dance, là một cái điệu múa mà truyền thống của người dân Bhutan ở đây. Ở đây có các vị sư ngồi thổi kèn, và những điệu đúa này người múa phải uyển chuyển dữ lắm. Và đến cái lễ hội thì quý vị mới thấy là đậm chất người dân Bhutan ở đây, cuộc sống của họ như thế nào. Đây là cái mass dance, là một cái điệu múa mà trong những cái chuyện của người dân Bhutan lúc nào cũng nhắc đến. Lễ múa truyền thống trong các lễ hội lúc nào cũng phải có điệu múa này. Thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ VTV đang có mặt tại Bhutan, và chúng tôi đang gửi đến quý vị một cái lễ hội rất là truyền thống của người dân ở đây, đó là lễ hội Trung Kha. Trong màn lễ hội Trung Kha thì sẽ có rất là nhiều những người dancer múa và phải đội cái mask vào. Đây là một lễ hội truyền thống, và ngày diễn ra lễ hội này thì những học sinh được nghỉ học. Thành ra quý vị thấy là ở cái đền này học sinh nghỉ học rất là nhiều và đến đây tham dự lễ hội. Không những thế, lễ hội này mang tính đậm chất của người dân đây, nên thành ra khách du lịch ai cũng muốn đến đây để tìm hiểu. Khi mà đến đây rồi, tôi như thấy là đúng là người dân Bhutan họ lưu giữ những cái truyền thống rất là đặc sắc, mà nghe những tiếng kèn thổi ra và những cái điệu múa này làm cho Tuyết Nhi cảm giác nó hơi sợ sợ, giống như là mình trở về những cái thời xa xưa của người dân ở đây vậy. Yeah.
Và thưa quý vị, hiện tại bây giờ tôi đang đứng đây là một cái nơi mà các người dân Bhutani đang chơi một trò chơi. Đây là trò chơi truyền thống của họ là tha, có nghĩa là bắn cung. Tôi dây mượn cầm thử, thật sự người dân phụ nữ ở đây không được quyền chơi bắn cung đâu. Đó là một cái này chỉ là môn thể thao cho đàn ông thôi. Mà tôi mượn cầm thử để bắn, nhưng mà thật sự dương nổi. Cứng lắm, dương không nổi. Mà ở đây người dân họ, quý vị biết họ bắn rất là hay nha. Từ cái đồi bên đây bắn vào đồi bên kia khoảng là 140 mét, mà họ bắn rất là hay, coi kìa. Mà ở đây tới như dương không nổi đâu, dương dày thả ra chứ nữa. Chúng ta ai cũng có một giấc mơ làm chủ hay một ngành nghề gì đó để giúp cho chính mình và gia đình mình có một đời sống tốt hơn. Muốn mở tiệm nail, quý vị sẽ không cần phải lo lắng. Từ việc xây tiệm, giấy tờ liên quan, pedicure spa, bàn, tủ, nail supplies, cho tới việc quảng bá thương hiệu, Rigo Nails sẽ giúp quý vị tất cả những công việc đó. Rigo Nails, a complete nail salon solution. Quý vị nào có những triệu chứng gân chân bị lồi ra hoặc nổi màu tím, đỏ hoặc xanh, chân bị nặng, mỏi, đau ngứa, sưng, ghẻ lở hoặc chảy máu, làm mất đi vẻ đẹp và mắc cỡ khi mặc váy hay quần ngắn, xin hãy liên lạc ngay với Ven and Medical Care, chuyên điều trị và giải phẫu tĩnh mạch do bác sĩ Nguyễn Đình Chiểu điều trị, với trên 15 năm kinh nghiệm về ngành giải phẫu, đã tốt nghiệp nhiều trường y khoa danh tiếng tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, quý vị được điều trị tại văn phòng sẽ không bị đau, hầu hết các chi phí do các hãng bảo hiểm chi trả. Địa điểm 2 vùng Southwest tại 10618 West Timer, 713-244-9944. Phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tỉ bò và xương ong, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa gallon nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi, không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Tất cả các sản phẩm của công ty Sumil được sản xuất 100% tại Hoa Kỳ bởi các công ty chuyên về dinh dưỡng nổi tiếng nhiều thập niên qua. Xin giới thiệu đến quý đồng hương sữa bột dinh dưỡng Sumil Beauty. Một bữa ăn nhanh, gọn, thơm ngon và đầy đủ các chất bổ dưỡng cho cơ thể. Muốn biết thêm chi tiết về Sumil Beauty, xin gọi 1-800-290-6075, website thuocbo.com hoặc sumil.com.
Tiệm vàng Kim Châu Jeweler 1 và 2 đang có chương trình Inventory Sale hết tất cả những mặt hàng trong tiệm, từ những bộ trang sức ngọc trai, đá quý, ruby, sapphire, cẩm thạch, đến những sợi dây chuyền vàng, bông tai, vòng nhẫn, đồng hồ Piron, Rolex, Cartier. Những mặt hàng sale này chỉ có giới hạn, quý vị hãy đến tìm cho mình những bộ nữ trang vừa làm trang sức vừa làm của. Tiệm vàng Kim Châu Jeweler 1 và 2 trân trọng kính mời. Hãy đến Direct trong tuần lễ mua sắm lớn nhất trong năm để mua hàng và tiết kiệm nhiều nhất. Direct có chương trình trả góp không có tiền lời 60 tháng, không down payment, đặc biệt không tính thuế và giảm giá tối đa cho tất cả các mặt hàng tại Direct ngay bây giờ. Nệm thêm một Pidit nổi tiếng nhất thế giới, tặng nguyên hệ thống nâng đầu và nâng chân tự động. Nệm Kim Dan rất thích hợp cho các cô bác lớn tuổi, tặng giường Solidwood. Direct tại Bel Air, góc đường Kirkwood, 281 495 3333.